Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng chú ý: hai dòng phụ mới của biến chủng Omicron đang âm thầm lây lan nhanh khắp thế giới. Lo ngại làn sóng tái nhiễm quay trở lại tại Việt Nam. Thanh Hóa: chủ tịch xã bị quay clip ABC XYZ với nữ đồng nghiệp ngay tại ủy ban xã. Từng chịu kỷ luật vụ 12 con dê đi lạc vào trang trại nhà bí thư huyện. Báo động tại Hà Nội: bệnh viện thiếu vật tư, bệnh nhân ung thư phải mua từng chiếc kim y tế và ống thông. Nhiều người dân Hà Nội né tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ tư. Lo ngại tình trạng đồng nhiễm sốt xuất huyết và bão cytokine hậu COVID-19. Và sau đây là nội dung đầu tiên. Thanh Hóa: chủ tịch xã bị quay clip ABC XYZ với nữ đồng nghiệp ngay tại ủy ban xã. Từng chịu kỷ luật vụ 12 con dê đi lạc vào trang trại nhà bí thư huyện. Thưa quý vị, huyện ủy huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đang xác minh, làm rõ đơn tố cáo của người thân bà TTH, chủ tịch hội phụ nữ xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành. Tố cáo bà này có quan hệ không trong sáng với ông Trương Văn G, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ. Hai người này đã bị người thân bà H quay lại clip khi đang mây mưa ngay tại ủy ban xã. Đáng chú ý, trước khi giữ chức chủ tịch xã Thành Mỹ, ông Trương Văn G từng làm bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến tháng 2 năm 2015, ông Trương Văn G có liên quan tới vụ việc 12 con dê đi lạc vào nhà bí thư huyện ủy và bị kỷ luật cảnh cáo. Theo hồ sơ, vào tháng 3 năm 2014, huyện ủy Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn hỗ trợ dê giống cho bà con để chăn nuôi. Tuy nhiên, ngay trong đợt cấp phát đầu tiên, nửa số dê đã không tới được tay người nghèo. 12 con dê này được đưa thẳng tới trang trại của ông Đỗ Minh Quý, bí thư huyện ủy Thạch Thành, thời điểm năm 2015, ở thôn Thành Trung, xã Thành Yên. Sau sự việc nêu trên, ông Trương Văn G bị kỷ luật cảnh cáo, sau đó giáng chức xuống làm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Thành Yên. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhiều người dân Hà Nội né tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ tư. Thưa quý vị, từ đầu tháng 6, Hà Nội triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ tư. Tuy nhiên, nhiều quận huyện ghi nhận sự sụt giảm số lượng người đăng ký tiêm vaccine. Trao đổi với truyền thông, một lãnh đạo ngành y tế quận Đống Đa chia sẻ, số lượng đăng ký tiêm mũi vaccine COVID-19 mũi thứ tư trên địa bàn đã sụt giảm đáng kể so với những mũi tiêm trước. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở quận Hà Đông. Theo chia sẻ của một lãnh đạo ngành y tế quận này, tỷ lệ người dân đăng ký tiêm mũi thứ tư so với số lượng người nằm trong đối tượng tiêm chủng giảm nhiều. Vị lãnh đạo này cho hay, có nhiều nguyên nhân để giải thích cho tình trạng này. Có những người không muốn tiêm chủng nữa. Cũng có những trường hợp sau khi tiêm mũi thứ ba đã mắc COVID-19, nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện tiêm chủng. Theo các chuyên gia, dù hiện tại dịch đã phần nào được kiểm soát, việc tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 vẫn rất cần thiết. Bởi sau thời gian khoảng 6 tháng, kháng thể sẽ không còn mạnh và sẽ có nguy cơ tái nhiễm bệnh, kể cả nhiễm lại chủng cũ hoặc là nhiễm chủng mới. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều trường hợp phát hiện mắc bệnh từ 2 đến 3 lần. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Báo động tại Hà Nội: bệnh viện thiếu vật tư, bệnh nhân ung thư phải mua từng chiếc kim y tế và ống thông. Thưa quý vị, ghi nhận tại bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, thành phố Hà Nội, các bệnh nhân điều trị ung thư được thông báo phải tự mua ống thông và kim y tế để phục vụ ca mổ và truyền hóa chất. Tình trạng thiếu vật tư y tế cũng xảy ra ở hàng loạt bệnh viện công khác trong thời gian gần đây, như là ở Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Nhiều bác sĩ tỏ ra e ngại khi thiếu một số hóa chất cơ bản về miễn dịch hoặc sinh phẩm xác định xem người bệnh có nhồi máu cơ tim hay không. Ngoài thiếu vật tư, các bệnh viện tại Hà Nội còn thiếu thuốc do khó đấu thầu hoặc phải theo quy định là giá mua phải rẻ hơn giá người ta muốn bán. Ví dụ như là giá thuốc được chào 10 đồng nhưng chỉ được Sở Y tế phê duyệt giá 9 đồng nên các bệnh viện không thể mua thuốc. Ngoài ra, khi nhân viên y tế đề nghị người nhà mua vật tư có trong danh mục được bảo hiểm chi trả để kịp thời điều trị bệnh nhân, sẽ khiến họ hiểu nhầm và trách mắng y bác sĩ tiêu cực, từ đó tác động xấu đến tâm lý đội ngũ điều trị. Trả lời truyền thông, đại diện bệnh viện K cho biết, nguyên nhân chủ yếu của thực trạng thiếu vật tư y tế là hành lang pháp lý trong đấu thầu mua sắm còn phức tạp. Các đơn vị phải rà soát kỹ hơn để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục mua sắm nếu không muốn vướng lao lý. Việc này khiến tốc độ cung ứng chung bị chậm. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý: hai dòng phụ mới của biến chủng Omicron đang âm thầm lây lan nhanh khắp thế giới. Lo ngại làn sóng tái nhiễm quay trở lại tại Việt Nam. Thưa quý vị, các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể dễ lây lan Omicron hiện đã lan ra nhiều quốc gia trên thế giới, từ phương Tây đến phương Đông.
Nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển, đang ghi nhận sự gia tăng ca bệnh liên quan đến hai dòng phụ BA.4 và BA.5 trong những tuần gần đây. Đặc biệt tại Bồ Đào Nha, BA.5 đã trở thành biến thể vượt trội, chiếm 80% số ca mắc mới. WHO dự báo BA.4 và BA.5 sẽ trở thành biến thể chiếm ưu thế trên toàn thế giới. Hai biến thể phụ của Omicron này được dự đoán sẽ thúc đẩy sự gia tăng các ca COVID-19 trong những tuần sắp tới tại châu Âu và châu Á. Các chuyên gia tại Viện Robert Koch, cơ quan y tế công cộng của quốc gia Đức, cảnh báo rằng các ca COVID-19 sẽ tăng lên trên khắp thế giới trong mùa hè này. BA.4 và BA.5 đang lây lan nhanh hơn tất cả các biến thể khác và kết luận hai dòng phụ này có thể sớm thống trị số ca COVID-19 tại Đức nói riêng và thế giới nói chung. CDC Hoa Kỳ cũng khuyến cáo các quốc gia nên duy trì cảnh giác trước các dấu hiệu về sự xuất hiện và lan rộng của BA.4 và BA.5, đồng thời duy trì xét nghiệm và giải trình tự gen để kịp thời phát hiện và báo cáo các dòng phụ này. Các quốc gia cũng cần tiếp tục theo dõi tỷ lệ ca bệnh nhập viện, cần chăm sóc đặc biệt và số ca tử vong, đặc biệt ở người từ 65 tuổi trở lên. Dự kiến cần các liều vaccine nhắc lại đối với những nhóm có nguy cơ cao để phòng ngừa các đợt dịch trong tương lai. Bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới giám sát chặt các dòng phụ BA.2, BA.2.1, BA.4 và BA.5 và các dòng phụ khác có thể xuất hiện trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì xét nghiệm COVID-19 và giải trình tự gen. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Lo ngại tình trạng đồng nhiễm sốt xuất huyết và bão cytokine hậu COVID-19. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 25 tuổi cùng lúc mắc sốt xuất huyết, nhiễm trùng máu và bão cytokine, tiên lượng nguy kịch. Và đáng lo ngại, đây không phải trường hợp bệnh nhân duy nhất đồng nhiễm COVID-19 và sốt xuất huyết. Bệnh nhân ngụ tại Đồng Tháp, từng điều trị COVID-19 cuối năm ngoái. Sau nửa năm, bệnh nhân phải nhập viện trở lại vì sốt cao 2 ngày liên tục, nổi mề đay, được chuẩn đoán sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo. Đây là mức độ nghiêm trọng thứ hai trong 3 cấp độ của sốt xuất huyết. Bác sĩ điều trị theo phác đồ nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, rơi vào lơ mơ, sốt cao khó hạ, mạch luôn nhanh. Diễn biến bệnh nặng nề hơn khi bệnh nhân đồng nhiễm vi trùng dẫn đến nhiễm trùng máu. Ngoài ra, phản ứng viêm liên quan đến hậu COVID-19 trong cơ thể cũng trở nên dữ dội. Bệnh nhân gặp bão cytokine, tổn thương nhiều cơ quan như là suy gan thận, não, rối loạn đông máu. Bệnh nhân phải chuyển từ khoa nhiễm sang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc ICU, được lọc máu liên tục để giảm phản ứng viêm và điều trị nhiễm trùng tích cực. Hiện sau nửa tháng nằm viện, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Lê Vũ Phương Thi, trưởng khoa ICU khuyến cáo, dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt nhưng hậu COVID-19 vẫn còn nhiều nguy cơ. Dịch sốt xuất huyết và các bệnh nhiễm trùng khác cũng đang bùng phát, khiến bệnh nhân có nguy cơ đồng nhiễm nhiều bệnh. Gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca nguy kịch, trong đó nhiều trường hợp bệnh nhân không có bệnh lý nền. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.